Trước thiệt hại của cơn bão số 5 do mưa lớn với lượng mưa kỷ lục ở Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung mấy ngày gần đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với những gia đình có người bị nạn. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thay mặt Thủ tướng trực tiếp đến các địa phương này để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ. Tiếp tục các hoạt động tại miền Trung, vào sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi thăm và tặng quà cho người dân vùng lũ và kiểm tra các điểm sạt lở ven biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại huyện Quảng Điền, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thăm hỏi tình hình thiệt hại của người dân trong các đợt mưa bão vừa qua. Phó Thủ tướng đã tặng quà cho những người dân vùng lũ để động viên tinh thần và nỗ lực chủ động ứng phó với thiên tai. Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như là ổn định cuộc sống cho người dân vùng trũng và lên các phương án chủ động ứng phó với mưa bão trước diễn biến của cơn bão số 6 và những cơn bão tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến kiểm tra tình hình biển bị xâm thực tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Đây là địa phương có bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua. Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 đã khiến cho hàng loạt các tỉnh miền Trung hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn. Riêng tại Đà Nẵng thì chỉ trong hơn chục tiếng đồng hồ, lượng mưa đã vượt mốc 700mm, một con số cực kỳ hiếm thấy ở địa phương này. Điều này cũng cho thấy những tác động từ biến đổi khí hậu ngày càng mạnh mẽ hơn. Vào thứ 6 tuần trước, ngày 14 tháng 10, Đà Nẵng đã phải hứng chịu trận mưa lớn chưa từng có. Mưa bắt đầu nặng hạt từ khoảng 6 giờ sáng, càng về chiều tối càng xối xả. Tổng lượng mưa trong khoảng 16 tiếng lên tới 795mm, vượt kỷ lục lượng mưa trong một ngày từng ghi nhận là 635mm và vượt tổng lượng mưa trung bình cả tháng. Mưa dồn dập như vậy là do sự xuất hiện của tổ hợp hình thế gây mưa điển hình ở Trung Bộ, gồm không khí lạnh, nhiễu động gió đông cùng với giải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới. Lượng nước khổng lồ trút xuống trong khi chiều cường tại khu vực Đà Nẵng ở mức cao. Nước chiều giống như một con đê chặn ở cửa sông, khiến nước ngập không thể thoát, nước dồn ứ lại và dâng cao trong thành phố. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã liên tục ban hành những công điện ứng phó với mưa lũ tại miền Trung. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Tiếng la trong đêm 14 tháng 10 tại một con hẻm trên đường Mẹ Suốt, thành phố Đà Nẵng. Giờ kể lại chuyện này, Thượng úy Phan Hoài Bảo vẫn không khỏi xúc động. La lên mình thổi còi, ai muốn ra không, ai còn sống không, hay là nhà có bị gì không, muốn giúp đỡ gì không. Thật sự là nhiều người lên mái tôn mà nằm ngủ như nó, mình thấy tội. Tôi biết bơi, vào thì lúc nào vào trước anh em hết, thì cũng phải thuyết phục người ta ra, tại vì lúc đó là nước dâng cao, mà nếu mà điện lúc đó là hắn cũng cấp điện rồi. Không chỉ lực lượng quân đội, các lực lượng khác như công an, cứu hộ cứu nạn tại thành phố Đà Nẵng đã xuyên đêm huy động nhân lực tại chỗ để ứng cứu khẩn cấp tại các khu vực bị ngập sâu, cứu sống được nhiều người trong đợt mưa ngập lịch sử. Cảm ơn tất cả những anh bộ đội, chú bộ đội, chiến sĩ Việt Nam của mình, rất cảm ơn. Nếu không có má anh chiến sĩ Việt Nam mà con chạy không biết ngày này không biết ra mà. Tại các địa phương khác như Thừa Thiên Huế, với phương châm 4 tại chỗ từ cơ sở, các tổ đội xung kích ở các tuyến phường, xã cũng đã phát huy vai trò cứu hộ cứu nạn, góp phần giúp người dân đảm bảo an toàn, dần ổn định đời sống sau lũ. Khi nước xuống thì đấy là lực lượng là bảo đảm cái vệ sinh môi trường cũng như giúp dân là kế kích lại các cái đồ dùng vật dụng của bà con nhân dân. Không chỉ bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó trong tình huống thiên tai, công tác sơ tán dân, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trước diễn biến khó lường của thời tiết cũng được các cấp chính quyền và ban ngành chức năng chủ động triển khai từ sớm, từ xa. Chúng tôi yêu cầu cả 16 xã thị trấn là dự trữ lương thực và tối thiểu là theo cái phương châm 4 tại chỗ là đảm bảo tối thiểu 7 đến 10 ngày. Những ngày này, các địa phương miền Trung đang khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do lũ lụt, đồng thời ứng phó với cơn bão số 6. Sự đồng thuận, tương trợ, hỗ trợ kịp thời trên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết giúp người dân vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.
Bão số 6 đang suy yếu và chiều nay cường độ còn cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Tâm bão nằm trên vùng biển phía đông, vùng biển Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Dự báo một ngày tới bão sẽ đi theo hướng Tây rồi Tây Tây Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp trên vùng biển từ Hà Tĩnh cho tới Thừa Thiên Huế. Đến 4 giờ chiều mai, cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo ứng phó với bão số 6 vào ngày hôm nay, các đại biểu nhấn mạnh mặc dù bão sẽ giảm nhanh cường độ nhưng các địa phương không được chủ quan bởi hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh vẫn gây mưa to, nhất là ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Còn trên biển sẽ xuất hiện sóng lớn gây ra nhiều nguy hiểm cho tàu thuyền. Vì thế cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ở ven bờ và trên đất liền, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.